Thưa quý vị và các bạn, trang điểm, làm tóc, khoác lên mình những bộ áo dài là những điều mà người phụ nữ thường làm. Thế nhưng, đối với những người phụ nữ đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng Người Tâm thần số 2 Hà Nội, điều đó là cả ước mơ. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam mùng 8 tháng 3, món quà đặc biệt mang tên Ngày Đẹp Nhất đã được trao đi từ những việc làm đặc biệt cho hơn 600 bệnh nhân đang được điều trị tại đây. Hôm nay em được đánh phấn, hôm nay em được tô son. Đó là những câu nói trong số 22 bệnh nhân ngày hôm nay mong ước được trang điểm và khoác lên mình những bộ áo dài trong chương trình Ngày Đẹp Nhất. Họ là những bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng Người Tâm thần số 2 Hà Nội. Mỗi người một hoàn cảnh khó khăn, nhưng hôm nay họ đều là những người phụ nữ đẹp nhất. Tôi hy vọng rằng là những người phụ nữ này họ sẽ cảm thấy một sự hạnh phúc. Những người phụ nữ ở đây có thể là nay nhớ, mai quên, nhưng chắc chắn rằng là những cái khoảnh khắc, những cái cảm xúc, những cái hình ảnh mà họ đọng lại trong ngày hôm nay thì họ sẽ nhớ rất lâu. Bởi vì thông qua chương trình này thì chúng tôi mong rằng là những người phụ nữ ấy họ sẽ có thêm được động lực để có thể vượt qua cái bệnh, để sớm về với gia đình. Những người thợ trang điểm không phải là những chuyên gia hàng đầu mà là những bạn tình nguyện viên của nhóm Từ Thiện Thật. Bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, họ đã giúp những người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn mình trong gương. Em làm thợ may, thợ thêu ren. Chưa. Bây giờ gãy răng rồi nó xấu đi. Tạm gác những đau đớn, những người phụ nữ sải bước trên sân khấu với phần trình diễn áo dài nhiều màu sắc độc đáo. Vẻ đẹp toát lên được niềm khao khát về cuộc sống hạnh phúc, về một niềm tin sẽ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Mà chương trình này thì cảm thấy là rất là vui, cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái, và cảm thấy được hòa nhập với cả nhiều người, thì cảm thấy không khí của các bạn trẻ rất tươi trẻ và bản thân mình cũng thấy trẻ ra. Trong suốt gần 8 năm qua, các tình nguyện viên của Từ Thiện Thật quy tụ từ khắp mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề và họ có chung một mục đích, một ước mơ. Đến nay, số thành viên của cả nhóm đã có mặt trên tất cả các tỉnh thành của cả nước. Mình là một tình nguyện viên mới của Từ Thiện Thật. Hôm nay thì là lần đầu tiên mình được tham gia cùng với Từ Thiện Thật cũng như là cùng với mọi người, thì mình cảm thấy chương trình này thực sự mang lại rất nhiều ý nghĩa cho mình. Chọn cho nhau tấm áo, trang điểm cho nhau trở nên xinh đẹp, trao cho nhau nụ cười. Và hơn hết, Ngày Đẹp Nhất trao cho những người phụ nữ đang điều trị tại đây niềm tin yêu vào chính bản thân mình.